Sân bay hôm nay náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào. Không thể cảm nhận nổi bầu không khí cứng nhắc như mọi hôm, mà thay vào đó là sự nhiệt huyết tràn đầy. Rốt cuộc không biết hôm nay tại sao lại nhiều bạn trẻ tụ tại đây như vậy. Hiện tại chúng tôi đang tham gia chương trình Tour Challenger số 7. Các bạn sinh viên đang tụ họp tại đây để khám phá vùng đất Ngân Xuyên, Trung Quốc. Tại đây chúng tôi đã tiến hành kiểm tra lần cuối và làm các thủ tục cần thiết để lên máy bay. Hiện tại chúng tôi đang tụ họp tại đây để chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh. Tour Challenger là gì và Ngân Xuyên là vùng đất như thế nào? Tất cả những điều đó chỉ làm tăng sự hứng thú. Ngân Xuyên, Trung Quốc, nơi có cảnh quan thiên nhiên huyền bí và hơi thở của các vị vua cổ đại. 25 bạn trẻ của chuyến khám phá ngày hôm nay đang tụ tập tại đây để khám phá vẻ đẹp kỳ bí của Ngân Xuyên, cùng hứng khởi xuất phát đi khai phá con đường giấc mơ. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, những sinh viên theo học ngành du lịch đã tập trung tại sân bay quốc tế Incheon để cùng tham gia chuyến khám phá Ngân Xuyên, Trung Quốc. Họ đang chuẩn bị lên đường cùng với niềm hy vọng tràn đầy và muốn khám phá những điều mới mẻ thông qua chương trình khám phá thế giới của một công ty du lịch. Đây là một chương trình được tổ chức vào mùa hè hàng năm nhằm nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài trong ngành du lịch và đối tượng là các bạn sinh viên đại học. Nối tiếp theo chương trình cấp học bổng, mỗi năm chúng tôi sẽ chọn ra từ 25 đến 30 sinh viên, những bạn có hy vọng sẽ hoạt động trong ngành du lịch trong tương lai để tổ chức chương trình khám phá thế giới. Qua chương trình này, chúng tôi hy vọng có thể giúp các bạn trẻ sẽ có công tác trong ngành du lịch trong việc đưa ra định hướng phát triển trong tương lai, đem lại cho các bạn cơ hội để kiểm chứng thêm về vấn đề này. Chúng tôi mong các bạn trẻ có suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc du lịch và có một chuyến đi khám phá có chiều sâu. Chương trình có mục đích dẫn dắt những trụ cột tương lai của ngành du lịch ra một thế giới rộng lớn hơn, tạo cho họ cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực. Thành viên được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 6 người, các nhóm sẽ thi đấu với nhau. Chúng ta sẽ tiến hành làm thủ tục lên máy bay. Sau khi làm thủ tục thì cửa lên máy bay và thời gian lên máy bay sẽ được ghi trên vé. Các bạn chỉ cần đến đó theo nhóm trước thời gian khởi hành là được. Các bạn đã nghe rõ chưa? Vâng. Chúng em là đội lạc đà. Lạc đà có nghĩa là tận hưởng một cách vui vẻ, nên chúng em đã lấy tên lạc đà. Lạc đà number one. Lạc đà number one. Lạc đà number one. Những bước chân di chuyển khoan khoái, chứa đựng sự kỳ vọng và những thứ diễn ra sắp tới. Hiện tại tâm trạng của bạn thế nào? Đây là lần đầu tiên em ra nước ngoài, nhưng lại không phải như những nơi Mỹ mà lại là Trung Quốc, nên em đang rất run ạ, không nghĩ được gì luôn. Em đang rất run và cũng rất thích thú. Tour Challenger, hãy đi để tạo ra câu chuyện cho chính mình thay vì bảng thành tích. Em rất run ạ. Hiện tại em thấy rất tự hào khi mình được đi du lịch cùng những người bạn đang mơ cùng một giấc mơ về bản thân mình. Đây là lần đầu tiên được ra nước ngoài nên em thấy rất hồi hộp ạ.